Ừ. Quan tài có nghĩa là sao? Quan tài là cái dụng cụ để chôn người chết đó. Nếu mà mình vô là mình chôn miếng quan tài xuống hả bà? Ừ. Sao? Thì phải chôn nguyên người xuống rồi. Để cho nó đừng có cho nó an toàn, cho nó vệ sinh. Đừng đừng để con không coi, để ai coi. Anh quên. Đau ba? Đừng có đi không? Ở đây kia anh hai đi. Anh hai đi. Không phải hai đâu, có đi. Đứng đi chơi đi ba, em đi chơi. Chơi rồi. Lấy xe luôn hả? Nè mình đi đây nè, mình đi ở đây chơi nè, mình vòng đây chơi nè. Đi vào thành phố. Thành phố chi? Đi vòng ở đây chơi đi. Không, đi vào chơi. Rồi rồi, con xuống lấy đi. Chịu chi? Đi không? Rồi rồi, đây 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 đây.